như là bây giờ chị với bác vừa đi vừa nói vừa đi vừa nói đi vừa nói nữa. Bây giờ đi đi từ dưới đi lên ha. Không, đi từ đây đi từ đây đi xuống chứ. Dạ, đi xuống chị. Cứ ngồi em chạm thử hả? Có gì mất rồi sẽ bắt. Quay mặt không hả? Xe chở chưa? Quay mặt không? Để gọi nói chồng nhắc tin. Ok. Chụp hình là vừa chụp